Bonjour, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với lớp học miễn phí cùng Luike. Luike là một nơi chuyên cung cấp tất cả các khóa học A1, A2, B1, B2 và C1, C2 để các bạn có thể vượt qua được kỳ thi DELF và DAC trong tiếng Pháp. Và nếu như các bạn chưa đăng ký kênh Luike Việt Nam thì hãy bấm vào nút đăng ký và sau đó bấm vào cái nút chuông để có thể nhận được thông báo từ chúng mình nhé. Và nếu như bạn nào chưa theo dõi buổi học lần trước, chúng ta có thể bấm vào các video bên dưới để không bỏ lỡ bất cứ một buổi học nào. Để chúng ta có thể ôn luyện này, luyện tập một cách đều đặn và thường xuyên nhất nhé. Nào, chúng ta cùng bắt đầu buổi học ngày hôm nay thôi nhé. Và buổi học ngày hôm nay chúng ta sẽ học về Lê Cung Rung Xung trong tiếng Pháp. Vậy thì rất là nhiều người khi mà nhắc đến Lê Cung Rung Xung trong tiếng Pháp sẽ tự đặt ra câu hỏi là thế Lê Cung Rung Xung trong tiếng Pháp là gì? Và thực chất, bản chất nó chính là những cái từ nối trong tiếng Pháp ấy. Giống như trong tiếng Việt mình sẽ có những cái từ và là hoặc, thì ngày hôm nay mình sẽ học những cái Cung Rung Xung thế tương tự như trong tiếng Việt nhé. Và cái Cung Rung Xung hôm nay mình học để nối các câu hoặc các nhóm danh từ với nhau, đó chính là Cung Rung Xung E có nghĩa là và, U có nghĩa là hoặc trong tiếng Pháp nhé. Nào, chúng ta cùng bắt đầu thôi. Và hai cái Cung Rung Xung là E hoặc U, nghĩa là hai cái từ nối E và U trong tiếng Pháp ấy, thường chúng nó sẽ nối hai cái vế mang ý nghĩa tương đương hoặc là cùng một nghĩa nhé các bạn nhé. Tại vì là và hoặc mà, thì sẽ nối hai cái vế, có thể là một cái cụm danh từ rồi là một cái câu, nó mang ý nghĩa tương đương với nhau, được chưa nào? Nào, chúng ta cùng đến với ví dụ đầu tiên nhé. Il vient de sortir une chemise et un pantalon. Anh ấy vừa mua một cái áo và một cái quần. Thì chúng ta có thể đấy là cái sự ngang bằng, mua cái này và cái này, được chưa nào? Và ví dụ số 2, chúng ta sẽ có ví dụ số 2 nhé. Marie et Julia veulent acheter des vêtements. Thì chúng ta có thể thấy được cái Cung Rung Xung E đấy xuất hiện trong chủ ngữ. Marie et Julia, nó ý nghĩa mang nghĩa là thêm ấy. Marie và Julia nhé, mang ý nghĩa là kiểu chúng ta sẽ thêm được cái phần bổ ngữ trong câu để cho nó thành số nhiều ấy. Người này và người này nhé. Tiếp theo thì cái Cung Rung Xung E này nó còn mang ý nghĩa được gọi là nối hai cái tính từ với nhau ấy. Hai cái tính từ với nhau ấy. Ví dụ như là ce soir est petit et pratique. Thì cái túi này ấy, nó nhỏ nhưng mà nó rất là dễ dùng. Nó nhỏ và dễ dùng. Thì chúng ta có thể thấy là đây nó nối hai cái tính từ vào với nhau để miêu tả cái sóc ở đây, được chưa nào? Và chúng ta sẽ đến một cái ví dụ tiếp theo là E nó sẽ còn dùng để nối liền hai câu cơ. Khi mà chúng ta nói, nó sẽ còn dùng để nối liền hai câu trong lúc chúng ta nói, chúng ta viết cơ. Ví dụ Paul est médecin et sa femme est infirmière. Paul là bác sĩ, còn vợ anh ấy là y tá. Thì chúng ta có thể thấy là E đây nó nối liền giữa hai câu. Một câu là Paul est médecin và một câu chính là sa femme est infirmière. Paul là bác sĩ, còn vợ cô là y tá. Thì chúng ta có thể nối hai cái câu đấy, và hai câu đấy đều có một cái ý nghĩa tương tự và tương đồng với nhau, được chưa nào? Chúng ta không thể nào mà nối hai cái câu mà kiểu ý nghĩa của nó quá chênh lệch với nhau hoặc là quá khác nhau nhá, mà chúng phải có một cái sự tương đồng về nghĩa, rồi là một cái sự tương đồng về nghĩa thì chúng ta mới có thể nối được nhé. Tiếp theo chúng ta cùng đến với cái Cung Rung Xung thứ hai trong bài học ngày hôm nay, chính là cái từ U. Nhớ nhé, cái từ U này khác với cái từ U mà ở đâu ấy, là nó sẽ không có dấu huyền đâu nhé các bạn nhé. Chúng ta hãy cùng lưu ý để tránh bị nhầm hai cái từ này. Và cái Cung Rung Xung U trong tiếng Pháp có nghĩa là hoặc là hay trong tiếng Việt. Nó sẽ để thể hiện một cái sự gọi là một sự lựa chọn, hoặc có thể là một cái sự gọi là phân biệt, tách biệt ra, được chưa nào? Nào, chúng ta sẽ cùng đến với ví dụ sau đây nhé. Que fais-tu quand tu es triste? Bạn làm gì khi mà bạn buồn đấy? Và người ta sẽ trả lời là je mange de la pizza ou du chocolat. Tôi sẽ ăn pizza hoặc là chocolat. Chúng ta sẽ có hai sự lựa chọn, hoặc này hoặc kia, được chưa nào? Và chúng ta sẽ đến với ví dụ số 2 trong phần này. Cette soupe est fat ou salée? Thì cái súp này này, cái món súp này nó mặn hay là nó nhạt thế? Nó nhạt hay là nó mặn thế? Thì đúng là chúng ta đưa ra cái gọi là cái sự khác nhau, sự chênh lệch, đúng không nào? Mặn hoặc là nhạt, thế đúng chưa nào? Và khi mà cái từ U này nó biểu đạt một cái sự gọi là lựa chọn thay thế, hoặc cái này hoặc cái kia, không phải là cả hai mà chúng ta sẽ là một hoặc là cái này hoặc là cái kia, thì thường động từ sẽ phải ở số ít nhá. Nào, chúng ta cùng đi với ví dụ. Ton père ou ta mère ira te chercher à l'école. Mẹ bạn, bố bạn hoặc là mẹ bạn
ai sẽ là cái người mà đến đón bạn ở trường, được chưa nào? Thì các bạn có thể thấy ở đây là ton père ou ta mère. Chúng ta chỉ lựa chọn một trong hai thôi, thì chúng ta sẽ chia động từ số ít, thì chúng ta không được nhìn thấy là ở trong cái chủ ngữ này nó xuất hiện cả ton père, cả ta mère, mà chúng ta chia luôn động từ số nhiều nhé, thì cái đấy không phải chính xác. Các bạn hãy lưu ý điểm này, được chưa nào? Và ví dụ như kiểu trong câu người ta đưa ra rất là nhiều các cụm danh từ hoặc các danh từ, thì chúng ta khi mà chúng ta đặt các từ e hoặc là u ấy, thì chúng ta sẽ không được đặt là e này, e, ví dụ như kiểu con mèo và con cá và con lợn, hay là ăn pizza và hoặc súp hoặc là bim bim, thì chúng ta sẽ không như thế, mà chúng ta sẽ đặt e và u vào cái danh từ cuối cùng nhá. Nào, chúng ta sẽ cùng trước cái danh từ cùng ấy, chúng ta cùng đến với cái ví dụ sau đây nhá. Tu dois ranger tes chaussures, tes chaussettes et tes vêtements. Thì chúng ta có thể thấy ở đây là sẽ có ba cái danh từ xuất hiện ở trong đây là tes chaussures, tes chaussettes và tes vêtements. Nhưng mà chúng ta không được nói là tes chaussures et tes chaussettes et tes vêtements, mà chúng ta sẽ đặt cái từ e đấy ở trước cái tes vêtements nhé. Và cái cách dùng này chúng ta sẽ dùng tương tự như thế với những cái câu khác hoặc là những cái ví dụ khác khi mà chúng ta. Vừa nãy là chúng ta vừa lấy ví dụ về e đúng không nào? Chúng ta sẽ cùng đến một cái ví dụ nữa với u nhé. Vous aimez avoir un chien, un chat ou des poissons? Là bạn thích có một con chó, một con mèo hay là những con cá. Thì chúng ta sẽ không nói là vous aimez avoir un chien ou un chat ou des poissons, mà chúng ta sẽ đặt cái từ đề đấy trước cái danh từ cuối cùng, chính là ou des poissons. Giống như cái ví dụ trên ấy, chúng ta đặt e trước cái danh từ cuối cùng, phải không nào? Và nhanh thật đấy, ngày hôm nay chúng ta đã kết thúc buổi học ngày hôm nay rồi. Trước khi mà gửi lời chào tạm biệt tới các bạn, thì mình sẽ đem lại, mình sẽ xin điểm lại một số các trọng tâm trong buổi học ngày hôm nay nhé. Là ngày hôm nay chúng ta đã học conjonction trong tiếng Pháp, đó là conjonction e là và ou là hoặc trong tiếng Pháp. Và thường chúng nó sẽ dùng để nối, e thì sẽ dùng để nối những cái gọi là để trị sự ngang bằng trong tiếng Pháp. Ví dụ như bạn thích cái này, bạn ăn cái này và cái này chẳng hạn. Còn u thì nó sẽ để cho mình có một cái sự lựa chọn thay thế, một sự thay thế hoặc là một cái sự lựa chọn bất kỳ. Bạn chọn cái này hay cái kia, bạn ăn cái này hay là cái kia. Và đây là hai cái conjonction thường xuyên xuất hiện trong tiếng Pháp, và mình hy vọng rằng buổi học ngày hôm nay sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về các conjonction trong tiếng Pháp, cũng như là thực hiện luyện tập được chúng, hiểu được chúng và thực hành tiếng Pháp một cái cách tốt nhất, và sẽ giúp các bạn nói tốt hơn tiếng Pháp, thực hành tốt hơn tiếng Pháp nhé. Và nếu các bạn thấy video này hấp dẫn thì đừng quên bấm like, chia sẻ, bấm nút chia sẻ lên trang cá nhân Facebook, hoặc là chia sẻ với những bạn nào cũng có niềm đam mê tiếng Pháp giống các bạn nhé. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những buổi học tiếp theo.